tôi đang có mặt ở bên Long Biên, Hà Nội, nơi đang tổ chức cuộc trưng bày triển lãm sinh vật cảnh do quận Long Biên tổ chức nhé các bác nhé. Đấy, thì các bác cố gắng bố trí thời gian qua xem nếu như ở gần các bác nhé. Bắt đầu nhận cây từ mấy hôm trước rồi, nhưng mà khai mạc thì là ngày mai, ngày mùng 5 tháng 11 các bác nhé, và kết thúc vào ngày 12 tháng 11. Đó, ok, tôi vừa làm được một video tranh thủ buổi trưa một cái dàn mini đằng kia, nhưng mà bây giờ ở đây còn một chút mini nữa mà được bày trên bàn và có phông bạt. Các bác xem nhé, sẽ nốt cái khu vực bên này. Đợt này có vẻ ít cây đẹp vậy. Cây bác Trung cũng có 7 cây ở đây. Anh em có nói chuyện với nhau qua mạng cũng nhiều lần rồi. Đấy. Cái sĩ của bác cũng rất là ok. Rất là ok. Đấy. Cây này thì quen rồi. Cái này nhìn thấy nhiều rồi. Đây. Có lẽ là cây này đang định hướng theo cây kia là một đôi. Kích thước nó bằng nhau đấy các bạn, nhưng cái chậu này nó cao hơn. Chậu này nó cao hơn. Tất nhiên cây kia nó sạch sẽ hơn. Em về đi anh. Sang. Linh san khủng khiếp không các bác? Xin phép sờ thì đấy, đầy hơn cả đĩa xôi các bác, đầy hơn đĩa xôi. Khiếp. Đấy các bác thấy, rất đẹp. Đấy, Nguyễn Ngọc Hùng. Đẹp. Anh 10, anh Trung ơi, anh có xem video này không? Đấy, cây của anh mà mang ra đây thì làm mưa làm gió đấy các anh ạ. Cứ tự hào đi anh nhá. Xứng đáng đấy. Xứng đáng làm mưa làm gió đấy. Ồ, cái cơ nguội quá là hay. Cơ nguội hay quá.
tuyệt vời đấy, cây cầu nguội. Tôi thích cây cầu nguội này. Đấy, bắt đầu có cảm xúc cây này. Nó là cây xanh xi thì tôi lại thấy nó bình thường. Nó là cây cầu nguội các bác nhá. Đấy, nó ngậm đá khiếp. Bên Trung Quốc họ chơi cũng chơi món này rất là nghệ thuật. Đấy, cây này thì rất ok, rất nghệ thuật, cây và đá hòa trộn hài hòa, rất hài hòa. Cây này thì sẽ rất là nặng về cái đá này. Trần rất hay, mộc thạch tương sinh này, đúng kiểu mộc thạch tương sinh này. Đá và cây hòa vào nhau rất hài hòa, rất hài hòa các bác nhé. Đấy, tôi thích cái này. Vẫn của Tùng Lâm Viên các bác nhé. Đói quá các bác, chưa ăn gì, đói, nói hết hơi đấy. Nên là cứ thều thào. Rất là đói, tranh thủ buổi trưa các bác, chiều lại phải về cơ quan. Nó ở xa thì thôi chịu, chứ nó ở Hà Nội thì cố mà đi các bác. Cố mà đi. Tôi sẽ cố gắng quay hết cái dàn mini đây. Đây cũng lại một cây quen thuộc nữa các bác nhé. Cây này thì quen thuộc lắm rồi, của anh Bắc Vinh Bát Tràng. Đấy, bể đá cũng rất cổ luôn. Đấy, cây xì đồng tiền. Đồng tiền. Và nó cũng rất nhiều tiền. Đấy các bạn ạ. Rồi có những cuộc giao dịch cây này đến hơn 500 triệu mini đấy các bạn nhé. Ồ, cái dù. Các bạn. Không biết đâu là đá đổ thân nữa các bác nhìn này. Đấy. Cây này chắc là khai thác nó mới được như này các bác nhỉ. Nhìn khổ sở nặng nề này. Đấy, lắc lư này các bác này. Lắc lư. Anh Dũng này cô bác. Anh có hai cây dù. Sam núi và Sam hương, đây là Sam hương, bên này Sam núi. Những tác phẩm mà cảm xúc chắc đếm trên đầu ngón tay quá. Đây vẫn còn nhiều quầy, có thể là trong hôm nay sẽ còn nhiều tác phẩm được đưa đến. Đấy, thì các bác xa gần mà đi được thì cố gắng qua Long Biên các bác nhé. Phi lao này hình như của anh Minh Dưỡng. Đúng vậy.
khủng khiếp không các bác? Cắt tán mịn tít đấy, rất phiêu khi làm. Rất phiêu, kết hợp cây đẹp, ký đá đẹp, tiểu cảnh nước rất hay. Một cái phi lao tuyệt vời. Đấy các bạn ạ. Đấy, như vậy là hết mini các bác nhé, hết mini được bày ở trên bàn, trên kệ và có phông nền các bác nhé, trắng. Bây giờ đến một số cái cây to quanh quanh đây. Đấy, có cây sung này cũng hay này, rất nhiều quả. Đấy, nhìn thích không các bác, nhìn cứ mỡ đấy, chỉ muốn chấm muối thôi các bác, nhìn muối ớt. Mình chỉ muốn chấm muối ớt thôi. Mình chỉ muốn chấm muối. Nó đang sung, đang non, đang nấm tẻ thích. Phúc anh. Đấy. Thích không? Các bác nhìn cái chùm mà sướng không? Nhìn. Nho cũng không theo được. Mà cái quả này cảm giác nó rất là ngậy các bác, nó non đấy các bác. Chưa già, nó nhìn nó cảm giác nó rất là muốn ăn ấy. Bác không nhận à? Đấy. Ok các bác, kết thúc video đây. Đằng kia có một cái thị. Thôi, để trả lại đấy nhá. Bây giờ để vòng ra cổng tôi sẽ vừa đi vừa quay cái dãy hộ pháp này các bác nhé. Ra đến cổng kia để lại xin phép về cơ quan các bác nhé.